À, giờ thử đè cho bà con nha. Đè cực kỳ bà con ơi. Chở xi tôm cá là ok luôn bà con ơi. Chè rất là nhạy luôn. Để thử lấy cá nữa cho bà con coi nha. Rất nhạy luôn con. Rất nhạy luôn. Thử cá nha bà con. Cái nha bà con. Dạ, bà con ơi. Chào con nha, hôm nay thì bà con 7K7 nè. Đẹp như trong thùng bà con ơi. Có 7 đề luôn nha. Đẹp cực kỳ luôn nè. Quá đẹp luôn. Có 7K7 nha, ốc bát có đẹp nè bà con. Có đề luôn nè bà con. Quá trời đẹp. Đây hết nhãn chê luôn. 7K7. Ốc bát còn 7 màu con. Còn ít xài nè. Vô bổng ở trong còn trắng ít xài nè. Vô ở trong còn trắng ít xài đó. Bóng hới sơn là ít xài nè. Về bổng là còn nguyên luôn. Bóng hới luôn. 7K7. Chén đồ đẹp không nè con. Quá đẹp. Quá đẹp mà con ơi. Đây cầm cái xe còn mới chát. Không mát mà cái này còn còn để bình luôn bà con. Con này bấm đề là chạy nha. Rồi thử chạy cho bà con coi. Quá đẹp con này bà con. Mới vô trong thùng luôn. 7K7. Con coi lóc ác này. Đát mũi chát. Mũi chát của bà con ơi. Chẳng rồi nè. Quá đẹp. Cực kỳ đẹp, 7K7. Quá trời đẹp luôn. Đây ơi 8. Có đề luôn rồi con. 8 có đề, quá trời lóc đẹp luôn bà con. Ít có con nào đẹp vậy lắm á. Đây, đẹp cực kỳ, 8K8 nha. Đây, 8K8. Có đề luôn nha. Bấm đề là chạy nha bà con. Bấm nút đề là chạy.
rồi có ổ khóa trên đây, rồi 8K8 đẹp cực kỳ luôn, rồi 8K8 cứ bấm nút đề nè chạy bà con, bấm nút này là chạy nè. Hai này con nào cũng đẹp. Con về mua chạy oxy tôm cá là ok luôn, quá đẹp luôn. Về gánh chạy thử, chạy tích thử cho con coi. Quá đẹp bà con ơi. Quá đẹp. Đẹp cực kỳ. 8K8. Ốc bát nè. Để bình cho bà con luôn nè, học để bình luôn nè. Con cứ gấp vô đề thôi. Im. Rồi bà con nào có nhu cầu luôn nè, 0886356707. Giờ thử đề 08 cho bà con. 08 nha. Vòng được luôn bà con, nghe không? Vậy rất là đã bà con. Thôi 8 đề. Rất là đã. Đẹp mà con. 8K8. Ốc ác rồi nè. Chét. Rất đẹp mà con ơi. Bấm đề là chạy thôi. 7K7 cũng bấm đề là chạy thôi. Bấm đề là cái cho bà con coi nha. Rồi, chào bà con nha. Nay giới thiệu bà con hai con 7K8 đẹp như trong thùng rồi bà con. Đây con này đây. Đẹp như trong thùng luôn. 7 có đề con, ốc ác rồi nè. Còn 7 màu luôn nè. Quá trời đẹp luôn. Đây. Đẹp như trong thùng bà con ơi. Ít có con nào vàng đẹp lắm bà con, quá trời luôn, ốc ác rồi nè. 7 đẹp như trong thùng. Quá đẹp bà con ơi. Con này chưa xài nhiều quá à. Quá trời, nấm sơn nè. Quan trọng bô ở trong còn trắng rồi bà con. Còn trắng ít xài nè. Nhìn sới hơi quá đẹp luôn. Còn máy quá đẹp bà con ơi. Ơ 7 có đề nha. Quá đẹp bà con ơi. Đẹp cực kỳ luôn. Nhìn hết chữ chê luôn. Máy móc nè, nhìn sới nè. Rồi test thử chạy cho bà con coi nha. Rất đẹp. Ơ 7 có đề nha. Ốc ác nhìn để là biết ít xài không con. Sườn sới rồi nè. Quá đẹp luôn.
bấm nút đề là chạy bà con ơi. Có bảy có đề, quá đẹp. Đây coi tám đẹp nữa bà con, coi tám có đề cũng đẹp nữa nè. Hai cây này đẹp như trong thùng luôn, quá đẹp bà con ơi, quá trời đẹp. Ốc bác bảy màu ít xài bà con. Đẹp cực kỳ. Con này nè con, xi máy còn nguyên tay cầm nữa nè. R7 nha. R7 có đẹp. Ốc bác còn chưa đổ miếng sơn mà con, quá đẹp bà con ơi. Lóc nó trắng rồi nè. Con ít xài, con này mà con mua là xài cái đời nữa. Quá đẹp. Sơn rồi con, muốn hới luôn. K707. Alo. Sao anh?